video vừa hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi tham quan một cái cửa hàng rèn nho nhỏ xinh xinh của mình để mình chia sẻ với các bạn một số những cái mẹo nhỏ để các bạn có thể sử dụng để về trang trí cửa hàng rèn của mình nhé. Và đầu tiên thì đây là mình đang đứng trước một cái bộ mẫu rèn kiếm rèn Bayer ở cửa hàng của các bạn. Và đây bên dưới nó là một cái máy, một đây là cái máy dập lai. Cửa hàng của các bạn thì có thể là nhỏ nhưng mà các bạn hãy trang trí một cách hợp lý thì nó sẽ đầy đủ, rất là dụng cụ. Cửa hàng của mình rất là nhỏ và nằm ở trong ngõ thôi, tuy nhiên thì mình rất là đông khách bởi vì là chỉ cần các bạn cũng như mình thôi chăm sóc khách hàng tốt, tận tâm làm tốt thì dùng khách ở đâu, cửa hàng ở đâu thì chúng ta cũng sẽ có nhiều khách thôi. Việc đầu tiên là mình trang trí một cái bộ rèn ba lớp, đó là lớp yếm, lớp vải và lớp voan. Có thể là khách hàng đi qua không quan tâm đến lớp yếm, không quan tâm, nhưng mà các bạn cứ nên làm một bộ rèn hoành tráng thế này để mục đích là giới thiệu cho khách hàng biết là chúng ta có thể làm được tất cả các loại rèn và cả những loại rèn khó để khách hàng có thể tham quan và có thể cảm nhận được rằng là tay nghề của chúng ta ở mức độ nào. Và bộ rèn yếm như thế này rất là đẹp và một số khách cũng sẽ tiếp cận được nếu như mà họ thích của cửa hàng thì mình các bạn hãy treo hai cái mẫu rèn nho nhỏ